Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, khám xét và bắt tạm giam đối với 4 bị can: Đinh La Thăng, từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Hồng Trường, từng là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Chí Thành, quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải; Lê Trung Cường, chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải. 4 bị can trên bị khởi tố vì tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quyết định tố tụng với các bị can được đưa ra trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã thu hồi quy định tuyển giáo viên không quá 30 tuổi gây nhiều dư luận trái chiều. Trước đó thì vào ngày 5 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh có quyết định ban hành quy chế tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020. Trong các tiêu chuẩn có tiêu chuẩn tuổi đời không quá 30. Thời điểm này, trả lời báo chí, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh cho rằng thành phố có quy định tuyển giáo viên tuổi đời không quá 30 là muốn khống chế độ tuổi để tuyển chọn những giáo viên trẻ có sức bật mạnh hơn, gần gũi với chuyên môn hơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã vừa có công văn về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, việc làm, lao động để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó sẽ cho phép học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học từ ngày 14 tháng 8 năm 2020 đến khi có thông báo đi học lại. Các trung tâm dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn của thành phố Hải Dương cũng được yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm trong 14 ngày kể từ ngày 14 tháng 8. Các doanh nghiệp hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Dương tạm dừng các hoạt động đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động 14 ngày kể từ ngày 14 tháng 8. Theo Cục Quản lý Dược, Việt Nam có thị trường thuốc lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á với mức tăng trưởng lên đến là 12% mỗi năm. Hệ thống dược nước ta đang quản lý trên 61.000 cơ sở kinh doanh thuốc, 1.400 bệnh viện, mỗi năm cấp phép thêm 3.600 đăng ký thuốc. Tuy nhiên, do hệ thống phân phối còn gặp nhiều khâu trung gian nên khó truy xuất được nguồn gốc thuốc. Tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn còn. Trong khi đó thì các nhà thuốc không liên thông, không có cơ sở dữ liệu dược chung nên người dân không thể tra cứu được thông tin thuốc cũng như là giá cả của thuốc. Cục Quản lý Dược cũng đang hướng đến mục tiêu số hóa, 100% thông tin dữ liệu thuốc sẽ được cấp phép lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam, cập nhật lên ngân hàng dữ liệu ngành dược. Từ 0 giờ ngày mai 15 tháng 8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chính thức đưa bộ cân kiểm tra tải trọng xe tự động lắp đặt tại km 78 830 quốc lộ 5 chiều Hải Phòng Hà Nội vào hoạt động thí điểm. Đây được xem là hệ thống cân tải trọng xe hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Hệ thống cân điện tử với hệ thống camera hiện đại sẽ tự động chụp lại biển kiểm soát của tất cả các xe đi qua và lập tức đọc ra 15 thông tin của xe như là tên chủ xe, khối lượng, bản thân của xe, khối lượng hàng hóa được phép chở, kích thước thành thùng. Và trong khi đó, với loại hình trạm cân tải trọng cũ cần lực lượng thanh tra túc trực giám sát đo lường, hệ thống cân điện tử này cũng có thể thực hiện cân tải trọng khi xe ở trạng thái dừng hoặc di chuyển ở vận tốc lên đến là 80 km/h và chỉ mất từ 3 cho đến là 10 giây. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Ngoài Đà Nẵng và Quảng Nam thì hiện Hải Dương cũng đang là địa phương có nguy cơ cao khi mà ca nhiễm được xác định là trong cộng đồng và chưa tìm được nguồn lây. Đây là nhận định được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đưa ra tại cuộc họp sáng nay. Tại cuộc họp, ngành y tế cho biết liên quan đến hai địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất hiện nay, đó là Đà Nẵng và Quảng Nam, Trung ương đã hỗ trợ tổng lực về cả phòng chống dịch và điều trị. Tuy nhiên, hiện năng lực lấy mẫu ở hai địa phương này vẫn còn chậm, vì vậy cần phải tiếp tục đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu để sớm có thể phát hiện và khoanh vùng ca bệnh. Đã có thêm một khu chung cư với 19.000 người ở địa phương này có ca bệnh lây nhiễm, hiện đã được cách ly, khoanh vùng và rà soát lấy mẫu toàn diện. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định ca bệnh 867 ở Hải Dương hết sức phức tạp và đáng lo ngại. Đây là một ca lây nhiễm trong cộng đồng và chưa rõ nguồn lây. Hơn nữa, bệnh nhân là bảo vệ của một quán ăn có đông người đến ăn và cả thực khách lẫn nhân viên đều không đeo khẩu trang. Hiện Bộ Y tế đã thực hiện giải trình gen ca bệnh này để xác định xem chủng virus SARS-CoV-2 của ca bệnh này có trùng với chủng ở Đà Nẵng hay không. Hiện tại Hải Dương đã thực hiện cách ly toàn thành phố Hải Dương là rất kịp thời. Trong khi đó, tại Hà Nội, công tác xét nghiệm lại cho toàn bộ 89.000 người về từ Đà Nẵng đã được Bộ Y tế hỗ trợ hoàn toàn. 30.000 ca đã được xét nghiệm, hiện chưa phát hiện ra trường hợp dương tính. Thời gian tới sẽ tiếp tục lấy mẫu và mở rộng xét nghiệm trên diện rộng. Thưa quý vị, 3 chuyến bay đưa hơn 600 du khách mắc kẹt ở Đà Nẵng đã khởi hành về thành phố Hồ Chí Minh trong chiều ngày hôm qua, ngày 13 tháng 8 và tiếp tục trong sáng nay, ngày 14 tháng 8. Trong đó có 438 người sống tại thành phố và 187 người ở địa phương khác.
Người dân ở thành phố Hồ Chí Minh khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được làm thủ tục đưa vào khu cách ly tập trung. Nếu phát hiện ca dương tính sẽ được cách ly tại bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Cần Giờ. Người dân tỉnh thành khác sẽ được đưa về địa phương để cách ly. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 9 người mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ hai. Sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, ho và khó thở. Ngoài ra, hai ca tái dương tính là bệnh nhân số 368 và 397 đang điều trị ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Chuyển sang các tin tức công nghệ Tech News. Thưa quý vị, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử thay thế cho các mẫu căn cước công dân và chứng minh nhân dân trước đây đang là chủ trương được Bộ Công an đề xuất Chính phủ. Theo đó, thẻ sẽ được tích hợp nhiều trường dữ liệu công dân như thông tin về bằng lái xe, bảo hiểm hay ngân hàng. Điều này nhằm tương đồng với dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cũng theo đại diện Bộ Công an, nếu được phê duyệt và đáp ứng đủ yêu cầu, mẫu thẻ căn cước gắn chip sẽ có thể được triển khai từ tháng 11. Hiện Bộ Công an đã có văn bản gửi Công an 16 tỉnh thành đề nghị tạm dừng việc tuyên truyền người dân cấp đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân có mã vạch. Trong thời gian này, chứng minh nhân dân cũ nếu còn thời hạn sử dụng thì vẫn nguyên giá trị pháp lý. Trường hợp người dân bị mất hoặc hư hỏng chứng minh nhân dân thì vẫn được làm thủ tục cấp đổi sang căn cước công dân mã vạch như hiện tại. Theo quy định của luật căn cước công dân, người từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. Loại giấy tờ này phải đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Với thị trường điện thoại thông minh trong nước, theo ghi nhận của phóng viên Sống Kết Nối, doanh số một số cửa hàng đã có dấu hiệu giảm so với cùng kỳ năm trước do tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế. Giờ đây, những tính năng mới không còn là lựa chọn ưu tiên của người dùng nếu nó không thật sự hữu ích. Một cửa hàng điện thoại trên phố Thái Hà, Hà Nội. Theo quan sát, lượng người đến để tham khảo, mua sắm vẫn khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, doanh số thì đã phần nào chịu tác động. Sự dịch chuyển thì cái tỷ lệ thì nó vẫn như nhau, nó không có gì thay đổi, nhưng mà so với cái số lượng, cái phần số lượng thì nó sẽ giảm sút hơn so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo chia sẻ của đại diện cửa hàng này, số lượng khách hàng online đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Song trên thực tế, đây chỉ là sự chuyển dịch phương thức mua sắm. Một điểm đáng chú ý là doanh số hàng Line News, tức là những chiếc điện thoại đã qua sử dụng nhưng có chất lượng gần như mới, lại có sự gia tăng đáng kể. Ở trong cái đợt dịch này thì cái dòng Line News thì nó có xu hướng gia tăng hơn so với những cái dòng sản phẩm khác. So với cùng kỳ năm ngoái thì cái con số dòng Line News nó sẽ tăng hơn khoảng hơn 15%. Do tác động của dịch COVID-19, túi tiền của người tiêu dùng cũng chịu ảnh hưởng và dường như ngày càng thu hẹp lại. Bên cạnh đó, những dòng flagship những đời gần đây cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu của người dùng. Do vậy, chiếc điện thoại cao cấp đã không phải là lựa chọn ưu tiên số 1 nếu không có những chức năng thật sự cần thiết. Cảm giác là hiện tại thì với iPhone X thì tôi cũng đã cảm thấy đủ dùng. Giai đoạn này ra khá là khó khăn ấy. Công việc mình sẽ để dành một số tiện lượng tiền nhất định hơn là dồn hết tiền là mua vào một cái smartphone quá là cao cấp. Trước kia thì những cái sản phẩm ở phân khúc tầm trung thì nó chưa có chất lượng cao lắm. Để mua được thì cũng khá là khó. Bởi vì sao? Bởi vì người dùng sẽ phải chấp nhận là có cái tính năng này nhưng mà lại phải hy sinh những cái tính năng kia đối với những dòng sản phẩm tầm trung và giá rẻ. Nhưng mà năm nay thì các sản phẩm ở phân khúc tầm trung thôi đã có sự cải thiện rất là nhiều, cải thiện về tổng thể của sản phẩm và gần như là người dùng không phải hy sinh một cái gì cả. Thị trường điện thoại thông minh bão hòa đòi hỏi phải có những sự đột phá và cải tiến thực sự thì mới có thể nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. Bên cạnh đó là chính sách bán hàng từ nhà phân phối để phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay. Thưa quý vị, 6 giờ sáng nay, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ và thượng cờ rủ tại quảng trường Ba Đình, chính thức bắt đầu quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Theo quy định, cờ rủ trong lễ quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1 phần 10 chiều rộng và chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2 phần 3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay. Trong tối ngày 14 tháng 8 sẽ không có lễ hạ cờ như thường lệ. Lá cờ rủ sẽ được treo liên tục hết 2 ngày quốc tang 14 và 15 tháng 8. Trong 2 ngày quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí. Thưa quý vị, lễ quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Lễ viếng chính thức bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, ngày 14 tháng 8, đồng thời tổ chức ở 3 địa điểm. Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B tỉnh Thanh Hóa. Tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội,
đúng 8 giờ sáng, sau khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giới thiệu tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đoàn của Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng. Tiếp theo là đoàn Chính phủ, đoàn Quốc hội, đoàn Chủ tịch nước, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng đoàn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng tham gia đoàn viếng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã gửi các vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời gian, tại hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và hội trường 25B tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ viếng. Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố làm trưởng đoàn đã vào viếng đầu tiên. Sau đó là các đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố và các đoàn thể lực lượng vũ trang nhân dân. Từ 11 giờ đến 13 giờ là thời gian cho các đoàn đại biểu của các cơ quan ngoại giao. Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức từ 8 giờ sáng nay 14 tháng 8 đến 12 giờ ngày 15 tháng 8 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Cùng thời gian này, tại hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, hội trường 25B đường Quang Trung thành phố Thanh Hóa cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ban lễ tang gồm 35 thành viên do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Sáng nay, hàng trăm đoàn cũng đã tới trung tâm hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa để viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa. Những hình ảnh do phóng viên VTC1 vừa gửi về. Là Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Trung Sơn còn nhớ như in từng cử chỉ ân cần, lời dặn dò của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong hai lần gặp gỡ. Là tôi ra xin ý kiến trực tiếp đồng chí Lê Khả Phiêu để đồng chí Lê Khả Phiêu viết bằng tay vào cái bản giới thiệu 65 năm thanh niên xung phong Thanh Hóa anh hùng. Và bây giờ thanh niên xung phong, hội thanh niên xung phong chúng tôi vẫn còn cái bút tích của đồng chí Lê Khả Phiêu. Cho nên khi đồng chí Lê Khả Phiêu mất thì chúng tôi cũng có thể nói là lực lượng thanh niên xung phong nói chung cũng như bản thân tôi và nhân dân Thanh Hóa cũng như nhân dân cả nước vô cùng thương tiếc của một con người sống suốt đời cho Đảng, liêm khiết, tận tụy. Khi còn công tác, dù bận nhiều công việc của Đảng và nhà nước, song nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dành tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với quê hương Thanh Hóa. Sự ra đi của ông là mất mát to lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Chúng tôi nguyện noi gương và học tập đồng chí sẽ ra sức đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh để phát huy cái truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa anh hùng, cũng như những gì mà nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi sinh thời đã rất nhiều lần về thăm và căn dặn Thanh Hóa để đưa Thanh Hóa sớm trở thành một tỉnh văn minh, giàu đẹp và kiểu mẫu. Sinh thời đồng chí Lê Khả Phiêu là một tướng lĩnh của quân đội, có thể nói là một vị tướng tài ba, đã có nhiều đóng góp xuất sắc và cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng quân đội. Đồng chí mất đi là một cái tổn thất rất to lớn cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Và chúng tôi luôn coi đồng chí là một cái tấm gương mẫu mực về phẩm chất, đạo đức và đạo đức lối sống, và suốt đời
cống hiến vì dân vì nước, và chúng tôi sẽ luôn giáo dục cho mọi cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang quân khu luôn luôn học tập và noi theo tấm gương của đồng chí. Lễ tang, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức tại Thanh Hóa từ 8 giờ hôm nay đến 12 giờ 30 phút ngày mai, ngày 15 tháng 8. Lễ truy điệu bắt đầu từ 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8. Thưa quý vị, sáng nay tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cũng đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đọc điếu văn điểm lại chặng đường tham gia hoạt động cách mạng và công tác của đồng chí Lê Khả Phiêu, bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Sau chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Trung Quốc tháng 2 năm 1999 của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc có bước phát triển quan trọng với việc hai bên ký kết hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc cuối năm 1999 và hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ cuối năm 2000, đặt nền tảng cho việc giải quyết hai trong ba vấn đề về biên giới lãnh thổ giữa hai nước và tạo điều kiện để quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở sổ tang trong hai ngày 14-15 tháng 8 2020 để đại diện chính quyền sở tại và đại diện đoàn ngoại giao tại Trung Quốc đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với Bộ Công Thương về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, còn gọi là quy hoạch điện 8. Quy hoạch điện 8 lần này được thiết kế gồm 18 chương, xây dựng trên 3 quan điểm lớn, gồm đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội, phát triển mạnh mẽ nguồn năng lượng tái tạo và hạn chế phát triển nhiệt điện than, gắn với khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào ngành điện. Hiện đã có 9 chương đầu của quy hoạch được hoàn thành. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đạt trung bình trên 10% một năm. Dự báo phụ tải điện vẫn còn tiếp tục tăng trưởng cao trong giai đoạn 2021-2030 với tốc độ bình quân khoảng 8% một năm và khoảng 4% trong giai đoạn 2030-2045. Vì vậy, việc xây dựng quy hoạch điện 8 là rất quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Các đại biểu đã tập trung góp ý hoàn thiện dự thảo quy hoạch và thảo luận các giải pháp khắc phục những khó khăn nhất định đang hiện hữu trong ngắn hạn. Như lần đầu tiên, quy hoạch điện 8 được lập theo quy định của luật quy hoạch mới, một số chiến lược và quy hoạch nền tảng chưa được lập hoặc chưa được phê duyệt, nhiều yếu tố kinh tế, kỹ thuật khó xác định. Tiêu biểu như đại dịch COVID-19 tác động đến Việt Nam và có ảnh hưởng tiêu cực cả phía cung lẫn phía cầu của hệ thống năng lượng.